Dán lộn trăm ngàn. Cái này 100.000. Lộn. Sơn sát. Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá gọi là chúc sức khỏe cả nhà đều được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt ha. Hôm nay em quá bán sát ha, cái này là bán sát. Con này là da băng ha. Da băng. Máy cũng da băng luôn mà ghim pin không chạy nha. Không sửa chữa gì hết nha. Còn rất là đẹp. Giờ ra ngoài chợ mua máy già 30.000 gắn vô là chạy nha. Em không có gắn, không có thay gì chứ, có sao bán vậy luôn. Đây ha, da băng ha. Da băng. Dặn thì nó chạy bình thường mà nè. Dặn kim thì chạy bình thường ha. Nói chung là nó bị cụi rồi. Đó, có quý khách nào giờ sửa chữa hay nhà có hư hay bể gì đó, lấy cái máy đó gắn qua đây ha. Rồi, em này em bán giá công khai là 100.000. Quý khách lưu ý giùm em ha. Trước khi chốt xem video và lời viết của mình ha. Hợp tình hợp lý, giá cả ok. Quý khách liên hệ mình qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa kính chào tất cả các quý khách ha. Xin chào và hẹn gặp lại vào dịp khác. Xin cảm ơn rất nhiều.